Thuốc nuôi gà Điền Bình Chánh xin kính chào anh em Số điện thoại của Điền là 0347471112 Điền ở ngay chợ Hưng Long Bình Chánh Anh em nào gần thì chạy qua nhà Điền lấy hàng trực tiếp cho mau lẹ anh em Hôm nay ngày 1 tháng 4 năm 2022 Thì Điền làm video giới thiệu lại những cái loại thuốc ốp nuôi từng cuối trước khi ra trận nha anh em Đây là những sản phẩm xài cực kỳ hay Được nhiều anh em sử dụng thì anh em xem video thì nhớ cho điền một like nha anh em. Còn anh em nào mới vô xem lần đầu tiên thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút chuông theo dõi để thường xuyên cập nhật video mới. Những cách xài thuốc mới hay hiệu quả nha anh em. Thì ginseng này là thuốc ốp nuôi từng cuối cực kỳ hay nha anh em. Mát con gà bo lớn, độ bền cao. Đây là dạng thuốc nuôi ốp từng cuối dạng nhỏ miệng nha anh em. Nó rất là mát gà nên nó xài được nhiều cái giai đoạn lắm, nuôi gà tơ cũng được luôn. Chị lõn lẻn cử yếu Nuôi gà mau dày khủng lắm Này được anh em sử dụng rất là nhiều tháng nắng này Đặc biệt là cái tháng nắng này anh em Tháng nắng này gà nước khuya gà hay hóc lắm Nên sử dụng ginseng này là hợp lý hợp túi tiền luôn Cực kỳ hay Chai 20C 200 ngàn nha anh em Anh em mua 5 chai thì có tặng 1 10 là tặng 2 nha anh em Hàng số lượng có sẵn nha anh em cái món thứ hai nữa là cơm bắt tia dơ nha anh em cơm bắc tia dơ này là cái viên thuốc màu xanh chữ g á cái hũ này là 520 trăm hai ngàn hũ nha anh em mỗi hũ nó trăm viên cái viên màu xanh á thì cơm bắt này cái nó hơi nóng tí xíu nha anh em trên đây nó có ghi thành phần đây nè nó có rất nhiều nhân sâm với b 12 hai rồi nữa nó hơi nóng tí anh em chịu khó giải nhiệt tháng nắng này thì anh em hạn chế xài cơm bắt này thôi nếu anh em thích viên thì có thể xài cao quy cao quy này cái cái dạng bên trong một hộp nó về là 10 dĩ nha anh em cái đáp của nó là tới tháng 8 2024 luôn mình lấy trên đây lên ít hộp thôi chứ ở dưới còn nhiều lắm nha anh em mới về mới chát luôn cao quy này là một hộp là 700 ngàn nha anh em một hộp 650 lẻ 70 ở trong nó có 10 mỗi hộp bên trong nó có 10 dĩ nha anh em anh em mua lẻ là 70 ngàn dĩ còn anh em lấy nguyên hộp 10 dĩ như thế này á là 600 gửi đây là thành phần của nó nè thành phần tăng cơ rất là im cái dạng viên này á, là anh em nuôi khoảng 4 đến 5 viên che thì khoảng nửa viên thôi nọn viên 4 5 ngày cuối liên tục trước khi ra trận nha anh em gà nó rất là thật có độ bền cái liều như vậy ổn hơn nha anh em cao quy này cũng vậy luôn Cơm bắt này 5 ngày Nhưng mà cơm bắt này anh em phải nghỉ một ngày Trước khi ra trận Đó, Nhưng mà cái tháng nắng này anh em hạn chế sử dụng cơm bắt thôi Thì tổng hợp lại cái giá Điểm sơ về cái giá Ginseng 200 ngàn chai Khuyến mãi 5 chai tặng 1 nha anh em 10 tặng 2 Cao quy này lẻ thì 70 ngàn Dĩ nguyên hộp 650 Hàng này của Philippines còn cơm bắc dơ này của Đài Loan nha anh em 520 ngàn một hũ Cái viên màu xanh chữ G Còn cao quy này cái dĩ viên màu đỏ đô nha anh em nó đây là ba cái dòng thuốc nuôi ốp phổ biến được rất là nhiều anh em sử dụng tại vì nó hiệu quả cao giá cả hợp lý còn ometon thì bây giờ thì nó đang đứt hàng cái viên đen bóng hồi xưa nó đứt hàng rồi Bây giờ cái viên đen nhám nó không có hiệu quả cao so với tầm tiền đó mình không ưng nên mình không có nhập về bán cho anh em nữa thì sẵn tiện đây mình nói luôn để nhiều anh em cũng thắc mắc mà chưa có xem mình cũng đã làm khá nhiều clip giải thích rồi thì anh em nào chưa có xem thì mình có thể nghe qua cũng là cái cái viên đen nhám nó cũng là hàng của gầy cô đúng hàng nha anh em nhưng mà nó không hay không đúng với tầm tiền của nó nên mình không có có xài nó. Rồi ngoài ra còn nhiều món khác nữa nha anh em, thuốc nuôi. Anh em có xài gì thì alo trực tiếp cho điền nha anh em. Rồi, điền xin cảm ơn tất cả anh em đã xem clip, chào anh em.